Ngày đầu tiên vào trường đại học, tôi bước vào ký túc xá phòng 404. Loa thông báo đột nhiên vang lên. Một, đừng bao giờ lấy phong bì màu đỏ. Hai, sau 7 giờ tối không soi gương. Ba, sau 7 giờ tối không mở cửa sổ. Không thò đầu ra ngoài. Bốn, 11 giờ đêm phải tắt đèn. Năm, sau khi tắt đèn không được dùng thiết bị điện tử. Nếu không sẽ bị quản lý tịch thu. Sáu, quản lý sẽ không bím tóc. 7. Quản lý sẽ không đi giày thêu. 8. Nếu sau 12 giờ đêm nếu nghe ai đó hát, hãy mặc kệ. 9. Sau 12 giờ đêm, tuyệt đối không ra khỏi tòa. Cái quần què gì vậy? Không được cầm phong bì màu đỏ. Tôi đi học, không phải đi đám cưới. Tôi cầm màu gì kệ tôi chứ? Với lại bây giờ là năm 2023 rồi. Tại sao còn có người đi giày thêu được? Lúc này tôi khó hiểu kinh khủng. Một bài hát liên tục vang lên kỳ quái. Tôi liền rùng mình. May mắn là phòng tôi cũng có ba đứa đến nhập học. Tôi biết cả ba người trong số họ sau khi điền thông tin. Một khoảng lặng trong căn phòng. Chúng tôi nhìn nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ. Lý Thiên ở một bên không ngừng run rẩy, có vẻ đang sợ hãi. Chí Phèo thì cười phá lên. Lẽ nào bọn mày thật sự tin à? Ai đó đang dùng loa thông báo để đùa giỡn thôi. Tôi lặng lẽ đến bên cửa sổ. Lúc này bên ngoài có hơn chục nam nhân đang cười nói bên dưới. Tôi chỉ cảm thấy nụ cười của họ có vẻ gượng gạo. Hơn nữa ai cũng đội mũ tròn, rất kỳ quái. Nhưng tôi cũng không bận tâm quá nhiều. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống. Anh em à, tao gọi món tôm càng nướng. Chúng ta nhậu một chút nhé. Rất nhanh sau đó, điện thoại của nó đổ chuông. Xin chào, đồ ăn của bạn đã đến. Hãy thò đầu ra ngoài cửa sổ để tôi biết vị trí của bạn. Được rồi, lúc này, Chí Phèo cầm điện thoại đi về phía cửa sổ. Sau 7 giờ tối, không được mở cửa sổ, không thò đầu ra ngoài. Đầu tôi lập tức vang lên, âm thanh thông báo lúc nãy. Tôi ngăn Chí Phèo lại, tôi bảo nó hãy đi xuống lầu để lấy đồ ăn. Lúc này nó cũng bảo tôi đi cùng nó. Nhưng vừa ra khỏi cửa ký túc xá, tôi liền nhìn thấy một nam sinh đứng ngay trước cửa. Cậu ta mặc đồ rất lạ, đầu đội mũ tròn màu đen, một chiếc áo dài thời xưa, nhìn rất cổ quái. Đồ ngốc, mày có nghĩ cậu ta đang làm nghệ thuật biểu diễn nào đó không? Trông khá đẹp trai, tôi còn chưa nói, cậu ta đã mang đồ ăn đến. Đồng thời, tôi nhìn thấy một thứ màu đỏ trong tay cậu ấy. Tôi lấy đồ ăn xong liền rời đi. Trước khi bước vào trong, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện cậu ta vẫn đang nhìn chúng tôi. Tôi liền thở dài, đồ ngốc, sao mày làm vậy với cậu ta? Phèo ca, mày quên quy tắc đầu tiên thông báo lúc nãy sao? Thông báo gì? Chí Phèo tỏ ra ngơ ngác, dường như quên mất rồi. Là không được nhận thiệp mời màu đỏ, nhưng thứ mà cậu ta đang cầm trên tay có màu đỏ, mặc dù không biết có phải là thiệp mời trên thông báo không. Nhưng tao luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải gấu ngốc à? Mày nhút nhát vậy sao? Cho đùa lừa gạt này mà mày cũng tin? Tôi thở hơi dài, cẩn thận một chút không dư thừa đâu. Tao thà tin còn hơn là gặp chuyện. Nói xong, tôi và Chí Phèo quay về phòng ký túc. Nhưng khi chúng tôi vừa bước vào cầu thang, tôi nhìn thấy bên ngoài có một giá giày. Trên đó không ngờ lại có một đôi giày thêu màu đỏ. Chí Phèo cũng nhìn thấy. Gấu ngốc, mày xem, lúc này đi xuống chúng ta không nhìn thấy thứ này. Mặt của nó tái mét. Tôi nhớ lúc đi ngang qua đây, quả thật không có đôi giày thêu này. Tôi nhìn lên trên cái cửa, trên đó viết phòng quản lý. Điều này làm tôi nhớ đến quy tắc trước đó. Quản lý không biết thắt bím, quản lý cũng không đi giày thêu. Nhưng vừa nghĩ về điều này, đột nhiên cửa phòng ký túc xá vang lên, cánh cửa được mở ra tạo một khe hở. Rồi tôi thấy một bàn tay thò ra từ khe hở trên cửa. Bàn tay trắng như tờ giấy. Bàn tay chậm rãi vươn tới đôi giày trên giá giày ngoài cửa. Lại là đôi giày thêu đó. Không đúng, giá giày rõ ràng được đặt bên phải của cánh cửa. Bàn tay vươn ra cũng là bàn tay phải. Theo lý mà nói, bàn tay đó không thể với tới vị trí của giá giày. Trừ khi, không đúng, giá giày rõ ràng được đặt bên phải của cánh cửa. Bàn tay vươn ra cũng là bàn tay phải. Theo lý mà nói, bàn tay đó không thể với tới vị trí của giá giày. Trừ khi... Nghĩ đến đây, tôi lập tức kéo Lý Thiên đi lên cầu thang. Khi lên đến tầng 4, bọn tôi mới dừng lại. Chúng tôi lúc này đã hết hơi rồi. Gấu ngốc, tao sợ muốn chết. Bàn tay lúc nãy sao có thể? Khi Lý Thiên chuẩn bị nói, đột nhiên sau lưng mát lạnh khó tả. Tôi giật mình nhìn lại.
Không biết từ khi nào, sau lưng tôi xuất hiện một người phụ nữ. Tuổi cô ấy không quá lớn, làn da của cô ta cảm giác hơi phát sáng, giống như một thứ gì đó thoa lên bên ngoài, trông có chút ớn lạnh. Cô ấy nhìn bọn tôi nở nụ cười quái dị. Hai người bọn em chắc là mới tới phải không? Cô có phải? Tôi là quản gia của các bạn, gọi tôi là cô Tần là được rồi. Tôi sống ở đây, sau này các em có thời gian, cứ đến tìm tôi. Giọng nói vừa rơi xuống, cô ấy chỉ vào cầu thang trên tầng 4. Tôi nhìn theo, thấy dòng chữ phòng quản lý túc xá được viết trên đó. Quản lý không bím tóc. Cô này cũng không bím tóc, chắc đúng là quản lý của chúng tôi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Gấu ngốc, sao lại như vậy được? Lúc này ở tầng 1 bọn mình rõ ràng. Lý Thiên mở to mắt nhìn tôi, nhưng tôi đã đánh nó một cái, ngắt lời của nó. Cô Tần quản lý hình như nhìn ra được điều gì đó. Sao vậy? Em lúc này ở tầng 1 có chuyện gì? Tôi vội lắc lắc đầu. Không có gì, lúc nãy bọn em ở tầng 1 suýt vào nhầm cửa, nhưng may mắn cuối cùng đã tìm thấy. Vậy thì em hãy cố ghi nhớ đường đi. Trường học của chúng ta có tận 100 quy tắc, tuyệt đối đừng sáo phạm, hiểu không? Bọn em biết rồi, cảm ơn cô Tần. Nói rồi, tôi kéo Lý Thiên trở về phòng ký túc xá. Khi chúng tôi đến cạnh cửa phòng, tôi mới dám quay đầu nhìn lại. Lúc này, cô Tần nở ra một nụ cười kỳ lạ. Tôi nói tụi mày làm cái quần què gì vậy? Lấy có chút đồ ăn mà lâu vãi ra. Đói chết bố mày rồi. Vừa bước vào, thằng Chí Phèo đã mất kiên nhẫn. Trên tay nó đang cầm một cái gì đó. Là gương. Nó đang cầm gương. Tôi vội chạy đến, giật cái gương từ trong tay nó ra. Úp cái gương xuống đất. Chí Phèo vốn đang sốt ruột, giờ liền nổi giận. Gấu ngốc, mày có phải bị điên không? Tao muốn xem cái mụn trên mặt một chút. Mày làm gì vậy? Sau 7 giờ tối, không được dùng gương ở ký túc xá. Tôi nói với nó quy tắc này. Tao nói mày có phải bị bệnh không? Thứ nhảm nhí này mà cũng tin. Đưa đây cho tao. Thằng Chí Phèo nhảy xuống đòi lấy lại cái gương. Tôi hét lên không được. Không ngờ Chí Phèo lạt tát tôi một phát. Một tát giáng mạnh vào mặt tôi. Chí Phèo hình như không nghĩ rằng tôi sẽ không tránh. Chí Phèo mày quá đáng lắm đấy. Đây là Tiểu Hồng, nó đã im lặng trong suốt thời gian qua. Nó nắm lấy tay của Chí Phèo. Mày làm gì vậy? Bỏ tay tao ra, đồ ngốc. Mặc dù Chí Phèo đã cố gắng hết sức, nhưng tay của Tiểu Hồng rất mạnh, đẩy nó xuống giường bên cạnh. Nghe thằng Chí Phèo gọi mình là đồ ngốc, Tiểu Hồng rất tức giận. Mày mới là thằng ngốc, từ sáng ta đã không ưa mắt mày rồi. Mày đừng tưởng nhà mày giàu có, rồi mày ở đây làm hùng làm vương. Nếu mày dám đụng tới ai, phải bước qua xác tao. Trong khi hai đứa nó cãi nhau, đột nhiên có tiếng hét từ trên cao. Rồi tôi thấy một bóng người rơi từ trên cao của ký túc xá xuống. Long ca, một tiếng gọi lớn vang lên. Long ca, tôi nhớ cái tên này. Khi đến đăng ký phòng ở ngày hôm nay, tôi nhớ rằng cậu ta đã đứng bên cạnh tôi. Lẽ nào là cậu ta? Lúc này Chí Phèo và Tiểu Hồng cũng phát hoảng. Ai đó nhảy lầu, mau báo cảnh sát. Sao lại thế này? Tín hiệu trên điện thoại đã bị mất. Lý Thiên kêu lên, tôi lấy điện thoại ra và nhìn. Không còn tín hiệu nào cả. Lúc nãy, mặt của Tiểu Hồng đột nhiên tái nhợt, run lẩy bẩy. Sao lại thế này? Tín hiệu trên điện thoại đã bị mất. Lý Thiên kêu lên, tôi lấy điện thoại ra và nhìn. Quả nhiên như vậy, không còn tín hiệu nào cả. Lúc nãy, mặt của Tiểu Hồng đột nhiên tái nhợt, run lẩy bẩy. Tiểu Hồng, vừa nãy mày đã thấy gì rồi? Tiểu Hồng bình tĩnh lại rồi nói. Vừa nãy tao thấy một bóng đen rơi xuống, một người đàn ông trên lầu dùng dây thừng. Cái gì? Tiểu Hồng, mày đừng có đùa có được không? Sau cảnh tượng kinh hoàng đó, mặt của Chí Phèo cũng đã tái xanh vì sợ. Tiểu Hồng lúc nãy không đùa đâu, bởi vì khi tao và Lý Thiên đi mua đồ ăn, cũng đã gặp một vài thứ kỳ lạ. Sau đó, tôi đem chuyện lúc nãy kể lại cho bọn nó. Cái quái gì xảy ra vậy? Tại sao vừa vào trường ngày đầu đã gặp mấy thứ này rồi? Chí Phèo như phát ngáo. Gấu ngốc, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ không bị sao chứ? Chân của Lý Thiên run rẩy. Tôi nghĩ một chút. Lúc nãy xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người ở ký túc xá xử lý. Chúng ta đừng ra khỏi ký túc xá trong đêm nay. Ngày mai đến lớp xem có chuyện gì xảy ra. Tụi bạn gật đầu đồng ý, để phòng trường hợp xấu. Tôi dựa vào trí nhớ, ghi hết những quy tắc ngày hôm nay vào một tờ giấy, rồi dàn nó lên tường. Bốn người chúng tôi không tắm mà trực tiếp lên giường đi ngủ, cũng không dám đụng vào thiết bị điện tử. Mọi người dường như đều muốn đi ngủ sớm. Giường của tôi gần cửa ra vào. Nhiệm vụ tắt đèn giơ lên trên người tôi. Để tránh sự cố, tôi tắt đèn trước 11 giờ. Rồi cũng nhắm mắt đi ngủ, hy vọng mau đến ngày mai. Nhưng không lâu sau, tôi cảm thấy dưới gầm giường của mình dường như có động tĩnh. Ai ngủ giường trên thì biết, chỉ cần có người leo lên thang thì sẽ phát ra tiếng động. Chuyện gì thế này? Rõ ràng tôi đã đóng cửa sổ và cửa ra vào. Tại sao vẫn có người vào được? Tôi không dám chuyển động, sợ bị phát hiện. Tôi vẫn chưa ngủ.
Nhưng âm thanh càng lúc càng gần hơn, tôi cảm thấy ai đó đang bò lên giường. Tôi nhắm mắt lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Gấu ngốc! Hắn đang gọi tên tôi. Tại sao hắn lại biết được tên tôi? Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Não tôi vào lúc này lóe lên, hình ảnh chiếc giày thêu màu đỏ dưới tầng 1 và nụ cười của cô quản lý tầng đó. Tôi không thể không run rẩy. Lẽ nào là cô ta đến bắt tôi? Không được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học, tôi không thể chết như thế này. Tôi đứng dậy ngay lập tức, rồi liền hét lên. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy kẻ đó phát ra tiếng hét. Tôi nhìn kỹ hơn, thứ trước mặt tôi thì ra không phải. Không, phải nói người trước mặt tôi, hóa ra là Lý Thiên. Lý Thiên, mày làm gì vậy? Mày dọa chết tao rồi. Tôi thực sự sợ hãi, mồ hôi đổ đầm đìa. Nhưng Lý Thiên thậm chí còn sợ hãi hơn. Gấu ngốc, một mình tao hơi sợ. Vì thế, tao muốn lên đây nói chuyện cùng mày một lúc, nhưng lại không ngờ. Hóa ra là hiểu lầm, may là đó chỉ là hiểu lầm. Bởi vì hai chúng tôi, bọn Tiểu Hồng và Chí Phèo giường bên đều bật cười. Hóa ra hai người bọn họ cũng chưa ngủ. Đột nhiên bầu không khí hoảng loạn trở nên thoải mái. Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của bọn tôi đột ngột dừng lại. Bởi vì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh bạo. Mở cửa, quản lý kiểm tra phòng. Lúc này, bốn người chúng tôi im lặng. Sau đó vang lên tiếng kêu cốt két. Cửa đã được mở rồi. Đã 11 giờ rồi. Tại sao các bạn không tắt đèn? Tại sao bạn vẫn sử dụng thiết bị điện tử? Giọng nói này, rõ ràng nó là của chị Tần quản lý tôi đã gặp. Nhưng giọng điệu trở nên rất nghiêm trọng. Chúng tôi lắng nghe, thì ra, không phải là phòng chúng tôi, mà là phòng bên cạnh. Lúc này, tôi nghe thấy tụi bạn thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rồi, bọn em sẽ tắt đèn ngay. Xin lỗi cô quản lý. Không tắt đèn khi đến giờ là vi phạm nội quy nhà trường. Giọng nói của cô quản lý càng lúc càng to hơn. Sao vậy? Mới có 5 phút thôi mà. Cô la hét cái gì? Chúng em đã tắt đèn trước rồi. Tại bọn cô đi vào, nên mới mở lại. Bạn học giận dữ nói, đã phá vỡ quy tắc lại còn xảo biện, chờ bị xử phạt đi. Bạn học này càng tức giận hơn. Cô hét cái gì? Cô biết bố tôi là ai không? Có tin là tôi chỉ cần nói một câu, là ngày mai cô mất việc không? Nhìn dáng vẻ ngông cuồng này, xem ra bạn học này lai lịch không nhỏ, vi phạm quy định sẽ bị trừng phạt. Sẽ bị trừng phạt. Giọng vừa rơi xuống, tôi đã nghe thấy từ phòng bên cạnh vang lên tiếng động lớn, sau đó là những tiếng hét thấu tim. Những tiếng hét này ai nghe cũng phải rợn người. Tôi muốn ra khỏi giường xem thử, nhưng Lý Thiên đã ôm chặt lấy tôi. Nó run rẩy nói, gấu ngốc, đừng đi. Mày quên hậu quả của việc vi phạm quy tắc sao? Chết tiệt, tí nữa thì tôi quên mất. Xung quanh tối đen, nếu muốn ra ngoài để xem tình hình, phải bật đèn và sử dụng điện thoại để chiếu sáng. Vậy thì chắc chắn sẽ vi phạm nội quy. Lúc này hai đứa bạn Tiểu Hồng và Chí Phèo của tôi cũng không dám hò hé. Một lúc sau, tiếng la hét cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cũng cảm thấy, bà cô Tần quản lý đó chắc đã rời khỏi rồi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo làm tôi lập tức chấn động. Tôi thông qua cửa ký túc xá, cửa sổ kính đó trong suốt, nên tôi có thể nhìn thoáng qua. Lúc này, tôi nhìn thấy bốn đứa bạn học phòng bên cạnh, đang được dán ở hai bên hành lang. Nhìn kỹ hơn, tay và chân của họ cứng ngắt, đã bị đóng đinh vào tường ở hành lang. Máu chảy khắp nơi, miệng vẫn ngậm chặt. Tôi run rẩy, không thể tin vào mọi thứ trước mặt tôi. Vào lúc này, đột nhiên phòng tôi có tiếng gõ cửa. Quản lý kiểm tra phòng, mau mở cửa. Cái gì? Kiểm tra phòng ư? Nhưng vừa rồi trong hành lang, ngoài bốn người bạn bị treo lên, thì hoàn toàn không có ai. Vậy lúc này ai đang ở ngoài được cơ chứ? Tôi nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Lần này lại lập tức thót tim. Lúc này, ngoài cửa phòng tôi xuất hiện một bóng hình. Cô ta có bím tóc dài, đầu cúi xuống, đi đôi giày thêu đỏ, bàn tay gầy guộc, liên tục gõ cửa phòng của chúng tôi. Tôi biết bàn tay này. Đó là bàn tay khủng bố mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm qua. Quản lý kiểm tra, mau chóng mở cửa. Nếu không mở cửa, tất cả các bạn sẽ bị trừng phạt. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nghe đến từ trừng phạt. Chí Phèo và Tiểu Hồng lập tức ngồi lên trên giường. Bọn họ đồng loạt nhìn tôi. Lý Thiên còn sợ hãi hơn. Nó nắm chặt lấy tay tôi, cả người run lẩy bẩy. Mở cửa, để tôi đi vào được, thì các bạn xong rồi. Tiếng gõ cửa và tiếng la hét càng to hơn. Đột nhiên, tôi nhớ đến một quy tắc quan trọng. Quản lý sẽ không thắc bím, quản lý sẽ không đi giày thêu. Đúng rồi, cô quản lý tôi thấy ở hành lang hôm nay không có bím tóc dài. Nhưng bây giờ lại có bím tóc, lại còn đi giày thêu. Điều đó chứng tỏ, cô ta không phải quản lý. Nếu đã không phải là quản lý, cô ta không có quyền kiểm tra phòng. Lúc này tôi lấy hết can đảm, hét ra cửa rằng cô không phải là quản lý. Cô không có quyền kiểm tra phòng. Cô ở đâu thì cút về đó đi.
Ba đứa bạn bị lời nói của tôi làm cho sốc. Thực ra tôi cũng không biết mình đã lấy sự can đảm ở đâu để nói ra như vậy. Tuy nhiên, sau khi nói xong, tiếng gõ cửa đã dừng lại. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên cao hơn một chút. Nhưng vào lúc này, bên kia cũng vừa ngẩng đầu. Tôi thông qua cửa kính đã nhìn thấy bộ mặt của kẻ quản lý giả mạo này. Cô ta không có khuôn mặt, toàn bộ màu trắng như một tờ giấy. Cô ta ngước nhìn tôi, dường như đang muốn nói với tôi rằng cô ta nhất định sẽ quay lại tìm tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, cả người co ro trong chăn không dám thở. Cho đến khi bước chân của cô ta xa dần, bốn người chúng tôi mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nếu kẻ vừa rồi không phải quản lý, vậy tại sao hắn ta phải giả làm quản lý để đến kiểm tra các phòng ở đây? Bây giờ còn cần phải nói sao? Cô ta chỉ muốn chúng ta vi phạm quy tắc phòng ở. Cô ta không phải quản lý. Nếu chúng ta mở cửa cho cô ta, như vậy chúng ta đã bị vi phạm rồi. Người vi phạm nhất định bị trừng phạt. Lúc này thằng Chí Phèo vô cùng tức giận. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Kỳ quái như vậy, nếu để tao có thể ra ngoài, tao nhất định bảo bố tao san bằng chỗ này xuống. Lý Thiên Từ từ cúi đầu xuống. Nó hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Các bạn phòng bên cạnh vẫn đang bị trói bên ngoài. Chúng ta có cần ra cứu bọn họ không? Cứu? Ai sẽ cứu? Mày à, đừng quên rằng giờ chúng ta không thể gọi điện thoại. Bọn nó vì vi phạm quy tắc mà bị trừng phạt. Mày ra ngoài cứu nó, mày cũng sẽ bị trừng phạt. Lý Thiên im lặng, không nói gì nữa. Mặc dù những lời này của Chí Phèo rất lạnh lùng và vô tình, nhưng đó là sự thật. Mọi người trong phòng tôi đều im lặng, mong rằng ngày mai sẽ sớm đến. Nhưng ngay sau đó, ngoài hành lang xuất hiện tiếng động lạ. Tiếng động gì vậy? Thằng Chí Phèo ngẩng cao đầu hỏi. Tôi cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên là tiếng tích tích tắc tắc. Sau đó, một số âm thanh như cồng chiên. Âm thanh dường như vang ra từ đầu kia của hành lang. Là tiếng hát chèo. Tại sao ban đêm lại có tiếng hát chèo? Chí Phèo càng nghi hoặc hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phía trên một lần nữa. Lý Thiên cũng ghé sát qua chỗ tôi. Tôi thề, tôi chưa từng thấy qua thứ kỳ lạ này trong cuộc đời. Trong hành lang dài, khói nghi ngút cả vùng, hai hàng người mặc áo dài đỏ. Bọn họ thổi sáo, đánh chiêng, đi chậm. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn những người mặc đồ đỏ này. Không đúng, họ không phải là người. Vào lúc này, bọn họ liên tục đi về phía phòng của bọn tôi. Tôi lạnh người, Lý Thiên cũng sợ hãi nhắm cả mắt lại. Liên tục run rẩy. Gấu ngốc, bọn mày nhìn thấy thứ gì? Tiểu Hồng thắc mắc hỏi. Thăng Chí Phèo không đợi được, liền nhảy xuống giường, định nắp sau cánh cửa để nhìn ra. Tiểu Hồng cũng vội vàng đi theo. Giây tiếp theo, phản ứng của bọn họ cũng như tôi. Đây là cái quái gì vậy? Chí Phèo bình thường hay gắt gỏng, nhưng nó cũng tái nhợt vì sợ hãi. Tiểu Hồng nói, đây là ma tuyển con rể. Tôi bối rối nhìn Tiểu Hồng. Khi còn nhỏ tao đã nghe bà tao nói, nếu một cặp vợ chồng chết trong ngày cưới của họ, oán hận của họ cũng sẽ rất nặng nề. Vì vậy, mỗi ngày họ sẽ tổ chức lại ngày cưới của họ. Vậy làm sao để có thể kết thúc được? Tôi hỏi nó. Tiểu Hồng lắc lắc đầu. Tao cũng không biết, bà nội tao không nói. Tụi mày mau nhìn kìa, bọn họ. Chí Phèo hét lên. Tôi ngước đầu xem thử, liền bị chết đứng tại chỗ. Đội tuyển vợ ma đã dường như nhắm được mục tiêu, tiến về phía bọn tôi. Tụi mày mau nhìn kìa, bọn họ. Chí Phèo hét lên. Tôi ngước đầu xem thử, liền bị chết đứng tại chỗ. Đội tuyển vợ ma đã dường như nhắm được mục tiêu, tiến về phía bọn tôi. Làm sao đây? Chí Phèo trở nên căng thẳng. Nó ngồi xổm xuống và không phát ra tiếng động. Bốn người chúng tôi liền nhanh chóng trốn đi. Vào lúc này, đến thở bọn tôi cũng không dám thở mạnh. Cả phòng chìm vào im lặng. Tôi tận mắt chứng kiến. Cả đội tuyển vợ ma và bốn đứa bạn học phòng bên cạnh đã đi về cuối hành lang. Đây là đêm đầu tiên ở lại trường. Đã gặp nhiều điều kỳ lạ thế này. Tôi không thể tưởng tượng sẽ có những gì tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng thông báo trên loa. Các bạn học, sau đây là các quy tắc phòng ở tiếp theo trong 100 quy tắc. Các bạn vui lòng tuân thủ. Nếu vi phạm, hậu quả tự chịu. Tôi nghe thông báo liền nhảy ra khỏi giường, bật ghi âm trên điện thoại. 1. Bạn phải vào học vào lúc 8 giờ, không được đến muộn. 2. Không có thang máy ở tầng 1 trong tòa nhà dạy học. 3. Đừng hoảng sợ nếu nhìn thấy bạn học lạ. Càng không được dùng điện thoại để chụp ảnh. 4. Giáo viên đặt câu hỏi trong giờ học, học sinh phải đứng lên và trả lời. 5. Một tiết học kéo dài 45 phút. Sau tiết đó, mọi người phải rời khỏi lớp trong vòng 5 phút. 6. Nếu một quy tắc được thêm vào trong lớp học, thì mọi người phải chủ động nghe theo. Đăng thông báo thì đột ngột bị ngắt đoạn. Tôi không thể nghe thấy những gì phía sau.
Khi tôi đang suy nghĩ, vô thức nhìn vào điện thoại, đã là 7 giờ 20 phút. Tôi lập tức đánh thức ba đứa kia dậy. Vừa nghe là 8 giờ phải có mặt ở lớp, họ liền lập tức giật mình. Theo như lịch học, hôm nay chúng ta học ở phòng 802. Khi đi ra ngoài, tôi dừng bước, ra hiệu cho bạn cùng phòng nhìn về phía trước. Tôi thấy bốn chàng trai trong phòng bên cạnh thực sự đã bước ra ngoài. Họ, tối hôm qua không phải họ đã. Tôi liền thúc vào người của Lý Thiên, ngắt quãng câu nói của nó. Tôi ra hiệu cho nó im lặng. Khi đi ngang qua bốn người bọn họ, tôi không thể không nhìn. Chính cái nhìn này khiến tôi rùng mình. Tôi thấy mắt của họ chẳng toát, nhìn như xác sống. Mặc dù kỳ lạ nhưng bọn tôi không có thời gian quan tâm. Để không bị trễ, bọn tôi phải nhanh chóng đến lớp. 7 giờ 50, bọn tôi đến tòa nhà dạy học số 3. Mục tiêu của chúng tôi là phòng 802 trên tầng 8. May quá, có một cái thang máy. Nhanh, kéo trễ. Chí Phèo chỉ vào cái thang máy trước mặt. Nhưng vào lúc này, vài bạn học phía sau cũng chạy tới phía trước. Không đúng, đừng vào trong. Tôi chặn ba người bọn họ kịp thời. Tiêu Hồng liền hỏi tôi, mày làm gì vậy? Đi trễ bị phạt. Không có thang máy trong tòa học, bọn mày quên rồi sao? Lúc này Chí Phèo quát, mày nghĩ gì vậy? Không thấy nó nói là tầng 2 à? Tôi liền lắc đầu. Vậy thì càng không đúng. Không đúng chỗ nào? Chỗ bọn mình đang đứng là mặt đất, sao lại là tầng 2? Lẽ nào bên dưới còn 2 tầng nữa sao? Lời của tôi liền thức tỉnh bọn họ. Vì vậy Tiểu Hồng đi về phía trước nhìn xuống dưới. Nhìn thấy nó liền giật mình. Tầng dưới có ghi là tầng âm 1. Vậy có nghĩa tầng đang đứng phải là tầng 1 mới đúng. Nó rõ ràng là một cái bẫy. Cửa thang máy cũng đóng lại, bọn tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Để không bị trễ, chúng tôi quyết định leo thang bộ. Vào lúc nguy hiểm nhất, sức mạnh con người sẽ tỏ ra mạnh mẽ. Bọn tôi thực sự đã leo 8 tầng trong 2 phút. Nhưng đây là câu hỏi tiếp theo, bởi vì tầng đầu tiên được ghi là tầng 2, nên tầng thứ 8 bọn tôi đang đứng được ghi là tầng 9. Phòng 902 đang ở trước mắt. Gớ mốc, đây vẫn là tầng 9 sao? Chúng ta có đi vào không? Lý Thiên nhìn vào tôi, hai đứa kia cũng nhìn tôi. Tôi nhìn điện thoại trên tay, đã 7 giờ 59 rồi. Phòng 902 đang ở trước mắt. Gớ mốc, đây vẫn là tầng 9 sao? Chúng ta có đi vào không? Lý Thiên nhìn vào tôi, hai đứa kia cũng nhìn tôi. Tôi nhìn điện thoại trên tay, đã 7 giờ 59 rồi. Chúng ta chỉ có thể đặt cược một lần. Tụi bay tin tao. Được, nếu tụi nó không tin mày, tao sẽ tin mày. Đi, người nói câu này là Chí Phèo. Nó là người đầu tiên hoài nghi tôi, nhưng bây giờ cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Nó nói vậy, hai đứa kia cũng nghe theo. Cuối cùng, chúng tôi bước vào phòng 902 trước mặt. Nói về lớp học này, nó so với lớp chúng tôi đã học thời trung học, có một cái gì đó khác nhau. Bên cạnh bục giảng là hai cái thùng màu đen. Ngoài ra còn có một cung tên không rõ từ thời nào, cũng không biết dùng để làm gì. Dù sao, nó cũng mang đến cho bọn tôi một cảm giác ớn lạnh. May mắn thay, các thông báo đột nhiên phát trên màn hình trước bảng đen. Tôi nhìn rõ các ký tự trên đó. Chào mừng đến với phòng học 802. Lúc này bốn người bọn tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chí Phèo còn nhấn vào nút like cho video. Một người đàn ông trung niên bước vào lớp. Ông ta trông rất kỳ lạ, đội mũ thời xưa, mặc áo dài nam, một bím tóc ở phía sau, giống như những người thời xưa mà chúng tôi thấy trên TV. Ông ấy còn tự gọi mình là tiên sinh. Gấu ngốc, nhìn đằng kia kìa. Lý Thiên ra hiệu cho tôi nhìn về bên trái. Tôi nhìn thấy một hàng nam nhân ngồi bên kia. Không chỉ khoác áo dài giống vị tiên sinh kia, mà còn có kiểu tóc dài, được buộc theo từng thớ. Tôi cuối cùng cũng nhận ra, đây là kiểu tóc điển hình của nam giới thời nhà Thanh. Đôi mắt của bọn họ đều trắng toát, không có lòng đen nào cả. Giống hệt với đôi mắt của tụi bạn phòng bên cạnh mà tôi đã gặp lúc sáng. Lúc này Tiểu Hồng lấy điện thoại ra, có vẻ như muốn chụp lại tụi bạn kia, liền bị tôi đập một cái. Trong lớp học, đừng hoảng hốt nếu nhìn thấy bạn học kỳ lạ. Càng không được lấy điện thoại chụp lại. Mày quên rồi sao? Tôi nói nhỏ. Lý Thiên nghe được liền cất điện thoại đi. Xin lỗi, tao gần như quên mất. May quá. Nhưng lúc này trong lớp vẫn có đứa không tin vào chuyện này. Có ba đứa bạn, không chỉ lấy điện thoại ra, chụp ảnh bọn người kia, mà còn trêu là tụi nó chơi trò mèo. Được thì đi mà chiến đấu với thế giới giành lấy Giang Sơn đi. Ha ha ha. Sau đó là một tràng tiếng cười trong lớp. Sao họ lại dám làm vậy chứ? Bọn nó không sợ sao? Tôi còn chưa kịp nói xong, vị tiên sinh trên bục giảng đã hét lớn. Trong giờ học không được dùng điện thoại chụp ảnh. Các bạn đã vi phạm quy tắc, chúng em chỉ chụp ảnh. Quy tắc cái gì chứ?
Hơn nữa, lần nào cấm mọi người không được chụp hình trong lớp. Tiên sinh đó cau mày, tức giận, chấp nhận hình phạt. Chấp nhận hình phạt. Xong rồi, các bạn mau bỏ chạy đi. Tôi muốn hét lên vậy nhưng không dám. Sau đó, tôi nhìn thấy ba nam nhân kỳ lạ. Đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào ba đứa bạn chụp hình lúc nãy. Sau đó tay và chân của họ dường như cứng lại, như thể bị một thế lực nào đó kiểm soát. Và những gì xảy ra tiếp theo làm cho bọn tôi sợ hãi không thôi. Bọn người này chọc tay vào mắt. Sau đó ba đứa bạn chụp ảnh cũng làm theo một cách không kiểm soát. Một vài tiếng hét vang lên, ba người bọn họ làm cho máu chảy ra khắp nơi. Mọi người trong lớp hét lên sợ hãi. Tôi chỉ nghe vị tiên sinh phẫn nộ nói lớn, cả lớp hãy giữ im lặng. Nếu không thì coi như vi phạm quy tắc, ngay lập tức, cả lớp chìm trong im lặng. Nhưng cái cảnh này, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới không sợ hãi. Tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thằng Tiểu Hồng lúc này muốn chụp hình, nó sợ hãi đến mức mồ hôi chảy đầy người, tay không ngừng run rẩy. Vào lúc này, tôi nhìn thấy hai đứa bạn lẻn vào bằng cửa sau của lớp, lặng lẽ ngồi bên cạnh chúng tôi. Tôi nghĩ thế là ổn rồi, vị tiên sinh kia đã quay lưng và không nhìn thấy hai bạn học này. Nếu không, bọn họ coi như xong rồi. Vừa mới nghĩ vậy, đột nhiên đầu của vị tiên sinh quay ngoắt 180 độ. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai bạn học vừa rồi một cách hung dữ. Phải có mặt trong lớp lúc 8 giờ, không thể đi trễ, các em phạm quy rồi, phải bị trừng phạt. Nghe vị tiên sinh nói vậy, một trong hai đứa nó giải thích, không phải thầy giáo, lúc này thang máy vừa bị hỏng. Bọn em bị kẹt một lúc lâu mới có thể ra ngoài, có phải thang máy ở tầng 1 của tòa nhà không? Đúng, vì vậy việc này không phải do bọn em. Sao biện, tòa nhà này không có thang máy ở tầng 1. Em nói dối, em đã vi phạm quy tắc, phải bị trừng phạt. Sau đó đứa bạn còn lại nói to, cái quần đùi gì vậy, không phải chỉ đi trễ một chút thôi mà. Thầy la hét cái gì chứ, tôi đến lớp của thầy, là đã giữ thể diện cho thầy lắm rồi, đi dạy mà còn mặc đồ như vậy. Tôi còn chưa nói việc thầy không tôn trọng lớp học đâu, tôi sẽ đến văn phòng để kiện thầy. Bạn học này vì đến muộn, nên chưa thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi. Nếu không nó sẽ không bao giờ dám nói như vậy. Lúc này vị tiên sinh cười kỳ quái. Được thôi, em lại vi phạm quy tắc rồi. Lại vi phạm sao? Tôi nhớ ra rồi. Một trong những quy tắc trên thông báo, đó là phải đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên. Vị tiên sinh cố dụ cho bạn này phạm quy. Người đâu, mau đứng dậy, tiên sinh ra lệnh. Những học sinh bím tóc thời nhà Thanh vội đi đến chỗ hai bạn học đi trễ. Hai bạn này vốn dĩ muốn chạy trốn, nhưng không biết tại sao, giống như họ bị hút vào chiếc ghế bên dưới. Dù cố gắng thế nào, cũng không thể đứng dậy. Một số người kỳ lạ đã giữ hai bạn học lại. Hai người nhà Thanh mang đến hai cái thùng lớn. Họ muốn làm gì? Lý Thiên bên cạnh tôi run lên vì sợ hãi. Ai cũng biết là hai cậu bạn này đang gặp nguy hiểm rồi. Vừa nghĩ xong, hai bạn học đã bị đặt vào hai thùng đất lớn. Ngay lập tức tôi nhìn thấy có rất nhiều bò sát chui ra từ bên trong. Rết, bọ cạp và cả rắn. Tụi nó bò lên cả mặt hai bạn học, không ngừng cắn bừa bãi. Lúc này, tiếng hét thấu tim vang lên trong lớp học. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn đứa bọn tôi cũng run lên vì sợ hãi. Thậm chí Chí Pheo còn kéo bọn tôi, nói rằng muốn ngồi bên phải, bởi vì những con bò sắt đó đã chui ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị di chuyển, chợt nghe thấy tiếng hét. Súc sinh, bọn bay đều là lũ súc sinh, tôi sẽ đi gọi cảnh sát. Vào lúc này, một bạn học đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra cửa lớp. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo không thể khiến bọn tôi cảm thấy không điên rồ. Lé lên một cái, hàng loạt mũi tên được bắn ra từ phía sau. Bạn học gục ngã ngay tại cửa. Trong giờ học không được đi ra ngoài, vi phạm nội quy phải chịu trừng phạt. Vị tiên sinh đó cười đắc chí. Cái gì, vi phạm sao? Không đúng, tôi nhớ trong số các quy tắc sáng nay. Không có cái này. Sao lại vi phạm được? Lúc này cả bọn Chí Phèo, Tiểu Hồng và cả Lý Thiên nhìn tôi cùng một lúc. Có phải trên những gì phát trên thông báo, cái cuối cùng đã bị gián đoạn? Nếu một quy tắc được thêm vào lớp học, thì người thêm quy định phải chủ động. Chủ động cái gì chứ? Các bạn học sinh, đến giờ học rồi. Vị tiên sinh cầm một cuốn sách không rõ tên, bắt đầu đọc. Quan quan cửu cửu, ở cạnh bên sông, cô gái đẹp của ông, quý ông là tốt. Cái quần đùi gì vậy? Không phải nội dung học, nhưng để cứu lấy mạng sống của mình, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Thấy hai bạn học bị bỏ vào hũ đất kêu lên trong đau đớn,
Tôi thực sự muốn cứu bọn họ, nhưng quả thực, lực bất tòng tâm. Còn cái mà gọi là tiên sinh kia, rõ ràng là muốn dùng quy tắc để tra tấn bọn tôi, thậm chí là muốn lấy mạng bọn tôi. Tôi rốt cuộc phải làm gì mới được đây? Đột nhiên tôi có một ý tưởng, tôi nhớ ông tôi thường nói, vạn vật trên đời đều đề cao sự cân bằng âm dương. Có tăng thì phải có giảm, có cộng thì phải có trừ, nếu không thì thế giới sẽ loạn. Đúng rồi, có cộng phải có trừ, tôi hiểu rồi. Vào lúc này, vị tiên sinh đó đã đi đến cạnh bốn người chúng tôi. Anh ta liếc nhìn bọn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, anh ta dán mắt vào Lý Thiên. Cô gái đẹp của tôi, quý ông là tốt, tiếp theo là gì? Em trả lời. Anh ta chỉ vào Lý Thiên. Hành vi so bì, dòng chảy về xuôi, cô gái đẹp của ông, luôn luôn mơ về, tôi thì thầm nói. Nhưng Lý Thiên không nghe rõ, vẫn run lẩy bẩy, thậm chí còn quên cả việc đứng dậy trả lời. Đứng dậy, mau đứng dậy trả lời. Tôi bất lực dùng tay kéo nó. Chí Phèo cũng liên tục nháy mắt với nó. Cũng may, đôi chân của Lý Thiên cuối cùng cũng di chuyển. Tôi nghĩ sẽ không sao nếu không trả lời được. Nó không vi phạm miễn là đứng lên trả lời. Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến bọn tôi giật đứng người. Một nam nhân tóc nhà Thanh đi đến, dùng một tay để nhấn Lý Thiên xuống. Giáo viên đặt câu hỏi trong giờ học, phải đứng dậy và trả lời. Em đã vi phạm nguyên tắc này và phải chịu trừng phạt. Vị tiên sinh đó cười đắc chí. Một nam nhân tóc nhà Thanh đi đến, dùng một tay để nhấn Lý Thiên xuống. Giáo viên đặt câu hỏi trong giờ học, phải đứng dậy và trả lời. Em đã vi phạm, phải chịu trừng phạt. Vị tiên sinh đó cười đắc chí. Sao lại có thể như vậy chứ? Đây rõ ràng là muốn hại người rồi. Hai nam nhân tóc thời nhà Thanh nhanh chóng mang bình to vào, có vẻ đem đến để ra tay với Lý Thiên. Trong hoàn cảnh khó khăn, Chí Phèo lập tức đứng dậy, đẩy tên nam nhân tóc nhà Thanh qua một bên. Nếu bọn bay dám đụng vào anh em của tao, thì đừng trách tao. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Chí Phèo lại là người đứng lên. Có sự giúp đỡ của Chí Phèo, Tiểu Hồng cũng lập tức đứng lên. Nó không nói gì, một tay nhấc tên nam nhân nhà Thanh lên, sau đó ném hắn sang một bên. Tôi biết Tiểu Hồng rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Gớ ngốc, mau dẫn Lý Thiên, chúng ta ra ngoài. Chí Phèo hét lên. Tôi lúc này không vội trả lời. Thay vào đó, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của lớp học. Gớ ngốc, mày còn đứng ngay vậy làm gì? Mau đi thôi, Chí Phèo lại hét lên. Lúc này, chuông tan học của khu dạy học vang lên. Không cần, chúng ta không cần đi. Tôi vừa nói, vừa ngồi im tại chỗ. Giáo viên đặt câu hỏi trong giờ học. Em phải đứng dậy trả lời. Em vi phạm rồi, em phải chịu trừng phạt. Tên tiên sinh đó chỉ vào tôi và hét lên. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói. Em không vi phạm quy tắc, thầy mới là người vi phạm quy tắc. Theo nội quy nhà trường, nếu như một quy tắc được thêm vào lớp học, người thêm quy tắc bắt buộc phải xóa đi khi tan học. Trước đó không có quy định không được ra ngoài khi đang học. Quy định này là do thầy thêm vào, nhưng đã hết giờ học. Thầy không xóa quy tắc đó đi. Vì vậy, thầy đã vi phạm quy tắc. Các bạn học, người đã vi phạm quy tắc, vậy phải làm gì? Người vi phạm quy tắc, bắt buộc phải bị trừng phạt, chấp nhận trừng phạt. Cả lớp học, đồng thanh nói câu này. Với sự tức giận vô cùng, tên tiên sinh này hét lớn. Em. Tên tiên sinh này không còn lời nào để nói. Giọng nói vừa dứt, những nam nhân kết tóc thời nhà Thanh cùng hướng về phía của tên tiên sinh này. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, mặc dù tên này là cấp trên của họ, nhưng thứ bọn họ nghe theo vẫn là các quy tắc đó. Trước sự hoảng loạn trước mắt, tôi hét lớn. Các bạn cùng lớp, theo như quy tắc, chúng ta phải rời lớp học trong vòng 5 phút sau khi kết thúc. Đi nhanh, nhanh lên. Lúc này, các bạn học sinh liền đổ xô ra cửa. Bốn người chúng tôi, lúc đầu định cứu hai bạn học bị mắc kẹt trong bình đất, nhưng bọn họ đã tắt hơi rồi. Cơn giận đột nhiên lấp đầy não tôi. Tôi không thể để bọn quái vật này rời khỏi đây được. Vì vậy, tôi nhanh chóng ra khỏi lớp học, khóa cửa bên ngoài lại, sau đó lấy một cái ghế đến chặn ngay trước cửa. Chí Phèo cũng bắt chước tôi chặn cửa sau lại. Không phải có một quy tắc. Sau giờ học, mọi người phải rời khỏi lớp trong vòng 5 phút sau. Tốt, để tôi xem thử bọn quái vật này làm sao mà thoát được ra ngoài. Những tên nam nhân buộc tóc thời nhà Thanh này, sau khi giải quyết cả tiên sinh kia, đã cố lao ra ngoài, nhưng cả hai cửa đều đã bị bọn tôi khóa lại. Bọn chúng không còn cách nào khác để chui ra. Quả nhiên, sau 5 phút trôi qua, tất cả rắn độc trong thùng bò ra ngoài, cảnh tượng vô cùng rợn người. Không bao lâu sau đó, tôi nhìn thấy những tên nam nhân thắt tóc đó, bị nuốt chửng bởi những con rắn khát máu. Không may rằng, một số bạn học cũng đã chết thảm trong tay của chúng. Dù lòng bọn tôi đều nặng trĩu, nhưng bây giờ bọn tôi đều đang bị đặt trong trò chơi này. Phải đành tùy cơ ứng biến mà thôi. May mắn là, trong hai tiết học tiếp theo, đều là lớp học bình thường, giáo viên cũng bình thường. Sau cuộc chạm trán gây go vào buổi sáng, khi bọn tôi đi về ký túc xá, bụng lúc này đã đói muốn xỉu rồi. Vào buổi trưa,
Chúng tôi đi vào căn tin. Khoảng khắc trước khi bước vào căn tin, tôi đột ngột dừng lại. Cậu ngốc, sao vậy? Có gì nguy hiểm sao? Chí Phèo nhìn trái nhìn phải. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Ký túc xá và phòng học đều có quy tắc riêng. Vậy căn tin thì sao? Lời của tôi đánh thức bọn họ. Ba người bọn họ cũng liền chấn kinh. Để đảm bảo an toàn, bọn mình cứ đợi một chút. Sau đó, bọn tôi đứng trước cửa căn tin đợi trong vòng 15 phút, vẫn không nghe thấy thông báo quy tắc nào cả. Những học sinh khác lần lượt bước vào căn tin, thậm chí đã bắt đầu ăn rồi. Lúc này bụng Tiểu Hồng bắt đầu kêu lên, nó đã rất đói rồi. Gấu ngốc, có rất nhiều người đã vào rồi, tao nghĩ không sao đâu. Nói rồi bọn tôi đi vào. Cô căn tin khuyến mãi món sườn xào chua ngọt. Người ta nói rằng đó là món ngon nhất của căn tin. Không đợi được nữa, tôi chọn cho mình hai món thịt và chay. Lý Thiên và Chí Phèo cũng vậy. Nhưng khi đến lượt Tiểu Hồng, nó đã quên mang thẻ ăn của mình. Sẽ rất rối biết bao nếu quay lại ký túc xá để lấy nó. Hơn nữa ký túc xá là nơi rất nguy hiểm. Tôi cũng không an tâm để nó trở về một mình. Lúc này, Chí Phèo đã cho Tiểu Hồng mượn thẻ ăn. Mặc dù Chí Phèo là thiếu gia nhà giàu, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ chúng tôi đã là anh em rồi. Nhưng thằng Tiểu Hồng này cũng ít có láo. Trừ món sườn xào chua ngọt, nó đã gọi 4 món thịt và 4 món chay. Đĩa của nó sắp muốn tràn ra ngoài. Tôi cũng lại nói luôn. Trong căn tin có rất nhiều người. Tiếp theo đây chúng tôi phải tìm một chỗ ngồi. Lúc này tôi mới để ý bên cạnh có vài người quen thuộc. Nếu tôi nhớ không lầm, họ là những người đêm qua cùng phòng với người nhảy lầu. Chúng tôi ngồi cạnh bọn họ. Sau đó liền thắc mắc lên tiếng hỏi. Người bị tai nạn hôm qua có phải là Long Ca không? Tôi vừa ăn vừa gặn hỏi bọn nó. Đột nhiên bọn họ dừng việc ăn lại. Một trong ba người bọn họ lên tiếng. Long Ca, nó chết rồi. Tay nó run run. Nhưng đứa kia thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. Khi nghe thấy điều này, trong lòng bốn đứa bọn tôi cũng thoáng buồn. Vậy thi thể của nó đâu? Sao hôm nay trường học không nhắc gì về việc này? Thằng mập nhìn xung quanh. Sau đó nhỏ giọng nói. Đêm qua tao thấy, có hai người mặc quần áo màu xanh kéo xác thằng Long Ca đi. Quần áo màu xanh, tôi đột nhiên có một cảm giác xấu. Nhìn lại, cơ thể liền lập tức chấn kinh. Nhân viên căn tin mặc đồng phục màu xanh. Dừng lại, đồ ăn có vấn đề rồi. Đừng ăn nữa. Nhưng giọng nói tôi vừa dứt, một chiếc loa trong căn tin bắt đầu vang lên. Các bạn học sinh, các quy tắc của nhà ăn trong trường học sẽ được nêu dưới đây. Các bạn vui lòng tuân thủ nội quy. Nếu vi phạm, hậu của tự chịu. 1. Bạn chỉ có thể dùng thẻ ăn của mình để mua thức ăn trong căn tin. 2. Bắt buộc phải ăn 2 món thịt 1 món chay, không được ít hay nhiều hơn. 3. Không được lãng phí thức ăn. 4. Căn tin không có món sườn xào chua ngọt, nếu có phải ăn hết. 5. Căn tin sẽ đóng cửa trước 1 giờ chiều và 7 giờ tối. Tất cả phải rời đi trước giờ đóng cửa. 6. Sau 12 giờ đêm không thể vào căn tin. Thông báo vừa hoàn tất, mấy đứa bạn của tôi vô cùng tức giận. Lúc này chúng ta đợi ở trước cửa cả buổi trời mà không thông báo quy tắc, rồi đợi đến khi bọn mình ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm mới bắt đầu thông báo. Đây rõ ràng là đang lừa dối bọn mình. Chí Phèo vô cùng tức giận, lần này rắc rối rồi, Tiểu Hồng vi phạm rồi, không biết hình phạt sẽ ra sao. Với lại, tôi có chút ngập ngừng. Tay của Tiểu Hồng bắt đầu run lên. Với lại cái gì? Tôi không dám nói. Vào lúc này, cô căn tin trong bộ đồng phục màu xanh đã bước đến chỗ bọn tôi. Lớn giọng quát lên. Tiểu Hồng, Chí Phèo, chỉ có thể sử dụng thẻ ăn để tự mua thức ăn cho mình. Hai bạn đã vi phạm quy tắc, phải bị trừng phạt. Chí Phèo lúc này tức giận đùng đùng. Các người chơi chúng tôi như vậy. Dù có chết, tôi cũng sẽ phải chôn cùng các người. Ba người chúng tôi cũng sẵn sàng chết vào lúc này. Nhưng giây tiếp theo, cô căn tin này lại nói. Những người không mang thẻ ăn, không được ăn trong căn tin trong ngày hôm nay. Và những người quẹt thẻ ăn cho người khác, phải ăn hết những thức ăn do mình mua và không được lãng phí thức ăn. Nếu không, tất cả phải ở lại để dọn dẹp căn tin. Tôi nghĩ rằng sẽ là những trừng phạt tàn bạo. Bây giờ liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói như vậy, Tiểu Hồng không được ăn nữa. Còn Chí Phèo phải ăn phần ăn của hai người. Không, phải nói rằng phải ăn bữa ăn của khoảng 4 người. Tiểu Hồng, hôm nay tao bị mày hại thảm rồi. Chí Phèo bất lực nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thì không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu và im lặng. Đúng rồi, cậu ngốc, lúc nãy mày định nói cái gì vậy? Lý Thiên hỏi. Tôi nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không, không có gì, mọi người mau ăn đi. Giờ đóng cửa của căn tin vào buổi trưa, chỉ còn 20 phút. Chúng ta phải rời khỏi căn tin trước 1 giờ.
Nói xong, mọi người liền hối hạ ăn, đặc biệt là Chí Phèo, để không phải ở lại dọn căn tin, nó ăn bằng cả tính mạng. Tôi nhìn dĩa sườn xào chua ngọt trước mặt, liền lập tức buồn nôn, nhưng bởi vì để không vi phạm quy tắc, để không ảnh hưởng đến người khác, tôi cũng phải cố để ăn hết nó. Cuối cùng, bốn người bọn tôi rời khỏi căn tin, nhưng bụng của Chí Phèo phình to như quả bóng, bám vào tường mới có thể đi được. Còn thằng Tiểu Hồng thì lại như một cái trống, liên tục kêu ríu rít. Sau khi trở về ký túc xá, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, nôn ra hết thứ trong bụng, thứ tôi nôn ra toàn màu vàng. Thấy tôi như vậy, tụi bạn liền thắc mắc. Bất đắc dĩ, tôi phải nói dự đoán của tôi cho bọn nó. Tao nghi ngờ món sườn xào chua ngọt đó được làm từ thịt của các bạn học sinh bị trừng phạt. Nghe được điều này, ba người bọn họ đều buồn nôn, ngay cả Tiểu Hồng chưa ăn gì cũng phải nôn ra. Sau này, tôi phát hiện những người vi phạm quy tắc đã bị bỏ lại ở căn tin để dọn dẹp, đều trở nên vô hồn. Lẽ nào tất cả những gì bọn mình có thể làm là thương xót bọn họ thôi sao? Chưa bao giờ tao vô dụng như vậy. Chí Phèo nằm trên giường thở hổn hển. Chuyện xảy ra ở căn tin vào buổi trưa đã làm nó rất đau khổ. Tao đói quá, tao muốn ăn. Tao muốn về nhà và ăn những món ngon. Tao nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Nó vừa ăn một vài cái bánh quy, vừa tức giận đùng đùng. Tao cũng muốn về nhà. Tao nhớ bố mẹ tao rồi. Tao cũng nhớ con chó yêu của tao. Tao không muốn chết ở đây. Nói xong, cả ba bọn họ cùng khóc. Đúng thế, sao việc này lại xảy ra với chúng tôi? Chúng tôi chỉ muốn học hành thật tốt thôi mà. Nghĩ rồi tôi cũng rơi nước mắt. Không biết bệnh của ông tôi ở nhà tốt hơn chưa? Tôi nhớ gia đình tôi quá. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lau nước mắt trên mặt. Tôi nhìn họ nghiêm túc và nói, đừng khóc nữa, khóc ở đây cũng vô dụng. Nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, chúng ta không thể ngồi yên được. Nghe tôi nói như vậy, bọn họ cũng dần dần nín khóc. Cậu ngốc, mày cứ nói thẳng đi, mày muốn làm gì? Đừng khóc nữa, khóc ở đây cũng vô dụng. Nếu chúng ta muốn rời khỏi đây, chúng ta không thể ngồi yên được. Nghe tôi nói như vậy, bọn họ cũng dần dần nín khóc. Cậu ngốc, mày cứ nói thẳng đi, mày muốn làm gì? Chí Phèo nghi ngờ nhìn tôi. Chúng ta không thể vội vàng, dục tốc bất đạt. Chúng ta phải quan sát thêm vài ngày nữa, tìm hiểu các quy tắc cẩn thận để tìm cách lật ngược thế cờ. Được, anh em tin mày. Ba đứa nó đều đồng ý. Vậy những gì bọn tôi sẽ làm tiếp theo, đó là ghi nhớ các quy tắc. Cái giá của sự vi phạm là quá lớn để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm. Quả nhiên đúng như tôi dự liệu, trong một tuần sau đó, chúng tôi đã lần lượt đi đến trường học ký túc xá và một số nơi, hầu hết các quy tắc là giống nhau. Chỉ có căn tin mà hôm trước chúng tôi đến là khác nhiều. Số lượng học sinh càng ngày càng ít. Bốn người chúng tôi đã tìm ra các quy tắc để được an toàn tuyệt đối. Cuối cùng vào đêm chủ nhật, chúng tôi đã có một cuộc họp nhỏ. Tôi viết tất cả các quy tắc lại, sau đó nói, môi trường chúng ta đang học bây giờ là không có thực hoàn toàn. Nó có thể là một không gian kỳ lạ khác, hoặc bị một thế lực nào đó thay đổi. Để ra được khỏi đây, bắt buộc chúng ta phải phá vỡ một số quy tắc nào đó. Nếu như mày nói, đó phải là những quy tắc quan trọng. Một, người thêm quy tắc vào, phải chủ động xóa quy tắc đó trong thời gian nhất định. Hai, không thể vào căn tin vào 12 giờ đêm. 3. Không được nhận đồ màu đỏ, và sau 12 giờ đêm, không được rời khỏi ký túc xá. Đây là quy tắc đầu tiên ở ký túc xá. Bọn mình đã từng gặp ở trường rồi, đã phá vỡ và có thể sống sót. Cho nên quy tắc này mình có thể loại trừ. Chí Phèo gật đầu. Tao thấy quy tắc của căn tin hình như có liên quan đến ký túc xá thì phải. Đúng vậy, theo lý mà nói, nếu đã hơn 12 giờ đêm, không được rời khỏi ký túc xá, vậy làm sao có thể đi đến căn tin vào lúc đó? Đúng thế, căn tin 7 giờ tới đóng cửa. Lúc đó ở căn tin làm gì? Tao đoán có thể có một cái gì đó kỳ lạ về nó. Tôi suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý. Đúng, tao cũng nghĩ vậy. Nếu như vậy, hình như có người cố tình không muốn chúng ta rời khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm. Thậm chí là muốn chúng ta không được đến gần căn tin vào lúc đó. Nhưng không nhận đồ màu đỏ là liên quan đến cái gì? Tiểu Hồng đột nhiên nhớ đến gì đó. Tụi bay nghĩ có phải là có liên quan đến đội tuyển vợ ma đó không? Đội tuyển vợ ma? Nghe Tiểu Hồng nói về đội tuyển vợ ma, nào tôi chợt lóe lên. Tôi hiểu, tôi cuối cùng cũng hiểu. Tôi cười thành tiếng. Mày cưới mẹ gì vậy? Mau nói đi, làm tao tò mò quá. Lẽ nào tụi mày quên rồi sao? Đội tuyển vợ ma đó xuất hiện sau 12 giờ đêm. Vậy bọn họ đã đi đâu? Đi về hướng nào? Bọn nó nghĩ một hồi, Lý Thiên nói, bọn họ đi về phía hành lang kia của ký túc xá. Nhất định là hướng về căn tin.
Đúng vậy, lý do họ không muốn chúng ta rời khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm, thậm chí càng không muốn chúng ta đến căn tin. Mục đích là không muốn bọn mình tham gia lễ đám cưới của đội tuyển vợ ma đó. Với lại tham gia hôn lễ, tụi mày nghĩ là cần cái gì? Ba người bọn họ nhìn nhau. Sau đó đồng thanh nói, là phong bì đỏ, tôi nhảy cẫng lên. Chính xác, đó là lý do họ đưa ra các quy tắc, để bọn mình không cầm cái phong bì màu đỏ đó. Chí Phèo lúc này cũng phấn khích nói, nếu nói như vậy, bọn mình vào căn tin sau 12 giờ đêm, là có thể thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này đúng không? Theo lý mà nói, là như vậy, nhưng mà cái gì? Mày đang nghĩ cái gì vậy? Làm người ta lò chết mất? Chí Phèo hỏi. Nhưng chúng ta phải chọn đúng thời điểm, phải chính xác tuyệt đối, không được có chút sai lầm. Thời gian chính xác sao? Chí Phèo có chút khó hiểu. Lý Thiên lúc này trả lời. Mày phải đi theo đội tuyển vợ ma đó, rồi nhanh chóng đến căn tin. Tôi khẽ gật đầu, Tiểu Hồng cũng thắc mắc hỏi. Nhưng đội tuyển vợ ma đó sẽ lấy linh hồn của con người. Bốn đứa phòng bên đều đã bị vậy, điên điên dại dại, vậy chúng ta... Đây chính là trọng điểm, theo những tính toán mà chúng ta đã thu thập được. Đội tuyển vợ ma này sẽ bắt linh hồn của những kẻ cản đường họ. Đây dường như là nhiệm vụ được giao cho họ bởi những quy tắc. Nếu muốn đi theo bọn họ một cách an toàn và yên tĩnh, vậy chỉ còn một cách. Cách gì? Cả ba đứa đồng thanh hỏi. Tất nhiên là phải có vật hiến tế cho chúng rồi. Vật hiến tế? Mày muốn tìm bạn học khác trở thành vật hiến tế sao? Gấu ngốc, mặc dù bọn mình rất muốn rời khỏi đây, nhưng làm vậy là không được. Chí Phèo nhìn tôi. Mày đừng lo, tất nhiên tao sẽ không làm chuyện vô đạo đức như vậy. Ngay cả khi muốn tìm, cũng không thể tìm bạn học của mình được. Vậy thì mày sẽ tìm ai? Đừng có vòng vo vậy. Chí Phèo có chút sốt ruột. Tôi nhếch mép. Chẳng lẽ tụi bay quên rằng, trong ký túc xá bọn mình, có hai người có thể tự do đi lại sao? Hơn nữa bọn chúng còn đi bắt người mỗi ngày. Bọn họ liếc nhìn nhau. Dù nhất chỉ nói, là quản lý giả và quản lý thật. Đúng vậy, theo tôi suy đoán, quản lý sẽ hành động dựa trên các quy tắc. Ví dụ sau 11 giờ, chúng ta không tắt đèn hoặc sử dụng thiết bị điện tử, thì cô ta sẽ di chuyển. Miễn là chúng ta sử dụng tốt các quy tắc, sẽ không khó để đối phó với cô ta. Cái khó là con quái vật giả với đôi giày thiêu. Hiện tại, không biết khi nào nó sẽ ra ngoài. Tao có cách rồi, tụi mày có còn nhớ, con quái vật giả hôm đó, đã nhân lúc sau khi bà cô quản lý thật hoàn thành việc kiểm tra, thì mới xuất hiện không? Vậy tại sao cô ta lại xuất hiện? Có ai trong phòng mình sử dụng thiết bị điện tử không? Tôi lắc lắc đầu, Lý Thiên và Chí Phèo cũng lắc đầu. Nhưng lúc này, Chí Phèo lại nhíu mày. Thiết bị điện tử, lúc đó tao đã đặt đồng hồ báo thức. Đồng hồ đó của tao có cả cơ khí và điện tử, nhưng tao không đặt pin trong đó. Tôi chợt nhận ra. Nếu như vậy thì tao hiểu rồi. Con quái vật giả đó đã bước đi trong khu vực xám. Khu vực xám, Chí Phèo lại càng khó hiểu. Mặc dù đồng hồ của mày có cả cơ học và điện tử, nhưng cuối cùng mày vẫn dùng đồng hồ báo thức. Con quái vật đó lợi dụng điều này để đến đây. Nếu chúng ta mở cửa cho hắn vào đêm đó, con quái vật giả này sẽ lợi dụng quy tắc để hại chúng ta. Ví dụ, hắn cố tình bật đèn trong phòng. Như vậy là chúng ta đã vi phạm quy tắc sau 11 giờ phải tắt đèn. Chí Phèo có chút kinh hãi nói. Chết tiệt, nếu thật là như vậy, khi bà quản lý thật đến, vậy chúng ta tiêu rồi. Tôi khẽ gật đầu. Đúng vậy, tao đoán đêm hôm đó, phòng bên cạnh đã rơi vào cái bẫy của con quái vật này. Nhưng đây chỉ là dự đoán của bọn mình. Nếu lúc đó con quái vật không đến nữa thì làm sao? Vì thế tối nay tao muốn kiểm tra thử. Lời tôi vừa dứt, bọn họ đã hiểu ra vấn đề. Sau 11 giờ đêm nay, Chí Phèo sẽ lại dùng đồng hồ báo thức. Như mong đợi, chỉ trong 2 phút sau, tiếng gõ cửa ngoài phòng của chúng tôi vang lên. Chúng tôi chắc chắn, tên bên ngoài là con quái vật đi giày thiêu. Nhưng lần này tôi không còn sợ nữa. Thay vào đó là sự phấn khích, bởi vì dự đoán của tôi đã đúng. Cuối cùng tôi dùng cách như lần trước, tiễn con quái vật đi một lần nữa. Mặc dù hắn ta không cam tâm, nhưng hắn cũng không thể làm gì bọn tôi. Chí Phèo lúc này cao hứng. Quả nhiên đúng như mày nói. Vậy chúng ta hãy cho hai tên quản lý thật và giả này biết mặt đi. Tôi gật đầu. Ngoài ra, để đảm bảo hành động của chúng tôi là hoàn hảo vào lúc đó, tôi cũng định làm cho những con ma khác trong ký túc xá giết nhau. Cũng đã đến lúc báo thù cho các bạn phòng bên cạnh rồi. Những bóng ma khác trong ký túc xá. Ý mày là ma từ trong gương và ma từ bên ngoài cửa sổ sao? Chí Phèo hỏi. Tôi gật gật đầu. Nhưng bọn họ một con thì trong gương, còn con thì bên ngoài. Mày làm sao bọn nó có thể gặp nhau được? Đừng lo lắng, tao đã có kế hoạch của tao rồi. Sau đó tôi nói kế hoạch của tôi cho bọn nó. Cả ba vỗ tay hoan hô. Cuối cùng bọn tôi quyết định tối mai hành động. Ngày hôm sau vào 7 giờ tối, tòa ký túc xá một lần nữa bị bao phủ trong bầu không khí kỳ lạ. Vào lúc này, bọn tôi rất vui mừng.
Ngày hôm sau vào 7 giờ tối, tòa ký túc xá một lần nữa bị bao phủ trong bầu không khí kỳ lạ. Vào lúc này, bọn tôi rất vui mừng. Vào 5 giờ tối, bọn tôi đã bí mật đi xuống dưới tòa, lấy một phong bì màu đỏ từ tay nam nhân kỳ quặc. Lý Thiên, người được coi là yếu đuối nhất, đã đích thân mang nó lên. Trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy, nó cũng đã không còn hèn nhát như trước nữa. Nội quy phòng ở, sau 7 giờ tối, không được phép soi gương trong ký túc xá. Sau 7 giờ tối, không được mở cửa sổ, không thò đầu ra ngoài. Các người anh em, tụi bay đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ba người bọn họ trả lời chắc nịch. Bọn tôi đảm nhận từng vị trí theo đúng những gì đã phân công trước đó. Lý Thiên chịu trách nhiệm cầm gương, Chí Phèo phụ trách đứng gần cửa sổ, Tiêu Hồng đảm nhận việc mở cửa sổ, và tôi chịu trách nhiệm soi gương. Chiến dịch chính thức bắt đầu. Tiểu Hồng một tay mở cửa sổ. Ngay sau đó, Chí Phèo thò đầu ra ngoài. Tôi ngay lập tức bước tới, quay lưng lại với Chí Phèo. Cuối cùng, Lý Thiên cầm gương soi trước mặt tôi. Toàn bộ hành động đều được thực hiện cùng một lúc. Tất nhiên là vào ban ngày, bọn tôi đã tập trước rất nhiều lần. Lúc này tôi nghe thấy tiếng động, một con ma từ trong gương thoát ra. Nó bắt đầu vươn những ngón tay dài, chuẩn bị để bắt đi linh hồn của tôi. Đồng thời, bóng ma treo cổ ngoài cửa sổ cũng bắt đầu hiện ra. Nó có vẻ muốn bắt Chí Phèo. Ngồi xuống, lúc này tôi và Chí Phèo lập tức ngồi xổm xuống. Rồi tôi nhìn thấy tiếp theo, con ma trong gương và con ma ngoài cửa sổ lập tức bay về phía nhau. Một sợi dây thừng cũng bay nhanh về phía trước. Ngay lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi liền cười lớn. Quả nhiên, bóng ma trong gương bị bóng ma ngoài cửa sổ kéo ra ngoài. Hai con ác quỷ này quấn lấy nhau trong không trung. Sức mạnh của hai bên dường như ngang nhau. Sau nhiều lần dùng sức, cả hai con đều gục ngã xuống đất. Điều này đúng với kỳ vọng của bọn tôi. Cuối cùng, chỉ còn hai nhân vật khó giải quyết. 11 giờ tối bọn tôi tắt đèn, cả phòng chìm vào trong tối đen. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Bốn người chúng tôi ngồi chung lại với nhau, thời điểm cho trận chiến chuẩn bị sắp đến. 11:53, tôi bảo Chí Phèo hãy chỉnh đồng hồ điện tử của nó. Nhanh hơn cả tưởng tượng, thứ mà chúng tôi dự đoán cũng sắp diễn ra rồi. Thứ đó có lẽ đã tới cửa phòng của bọn tôi rồi. 11:53, tôi bảo Chí Phèo hãy chỉnh đồng hồ điện tử của nó. Nhanh hơn cả tưởng tượng, thứ mà chúng tôi dự đoán cũng sắp diễn ra rồi. Thứ đó có lẽ đã tới cửa phòng của bọn tôi rồi. 11 giờ tối phải tắt đèn. Sau khi tắt đèn không được dùng các thiết bị điện tử. Các bạn vi phạm rồi, phải bị trừng phạt. Vừa nói, cô ta vừa đập vào cánh cửa gỗ của phòng bọn tôi. Tôi bật đèn đấy, tôi dùng thiết bị điện tử đấy. Thì làm sao, có giỏi thì vào đây bắt bọn tôi này. Con gà như bà. Lúc này Chí Phèo lớn tiếng khiêu khích. Đồng thời, bọn tôi mở hé một khe cửa. Đương nhiên, đó đều nằm trong kế hoạch của bọn tôi. Không có lý do, các bạn phải bị trừng phạt. Sau đó cô ta dùng chân đá vào cửa, nhưng nó không hề dễ dàng. Mặc dù cảnh cửa bị đá và đập mạnh, nhưng nó hoàn toàn không nhúc nhích, bởi vì chúng tôi đã kéo giường lại đặt ngay sau tấm cửa. Đó là cả bốn người chúng tôi khiêng mới di chuyển được. Sau đó, chúng tôi còn buộc dây vào tủ bên cạnh. Tôi dám chắc, có thêm năm lão yêu tinh này cũng khó mà mở cửa được. Như tôi mong đợi, cô ta vừa đẩy vừa gầm gừ. Sau đó, thông qua khe cửa chúng tôi nhìn thấy cơ thể cô ta biến hóa. Không có lý do, các bạn phải bị trừng phạt. Cô ta vừa đập cửa vừa gầm lên. Sau đó thông qua khoảng trống cửa, chúng tôi nhìn thấy cơ thể cô ta dần dần thay đổi. Tôi thấy chân tay cô ta dần dần biến thành rễ cây. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo. Hóa ra là một ma cây, thảo nào không có mặt. Thì ra trước đây cô ta dùng rễ của mình làm đinh để đóng bốn đứa bạn bên cạnh lên tường. Anh em cẩn thận nhé. Lời tôi vừa nói xong, rễ của con quái vật này xuyên qua khe cửa, kéo dài vào trong, gần như nó quấn được vào người của Lý Thiên. Quái thật, không ngờ con quái vật này còn có thủ đoạn như vậy. Lý Thiên đừng sợ, có tao đây. Nói rồi Tiểu Hồng vội vàng nhảy lên đóng chặt cửa lại. Chỉ cần một cú nhảy, nhưng cái rễ cây đó lập tức gãy ngay tại chỗ, rụng xuống như rau ngoài chợ. Tiểu Hồng, hay lắm, làm tốt lắm. Lão quái vật đó cũng không chịu thua kém. Nhiều rễ cây khác lần lượt nhô ra khỏi khe hở. Tiểu Hồng cũng có vẻ choáng ngợp. Lúc này, Chí Phèo đột nhiên chạy lại giường, mở vali ra, rồi lấy ra một bình ga lớn bên tay trái. Tay phải cầm bật lửa. Tụi bay này ra, để tao đốt cháy con quái vật này. Đi theo khí ga và bật lửa. Một ngọn lửa lớn mạnh cháy phía trước mặt, thiêu đốt ma cây từ ngọn đến rễ. Nhưng cái rễ cây lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi. Nhưng suy cho cùng, cái cây này cũng là của quái vật lâu năm. Lửa cũng chỉ ngăn chặn được tạm thời. Còn bao lâu nữa? Tôi không chịu được hỏi nó. Chí Phèo cúi đầu tính toán. Còn 3 phút nữa. Được, chúng ta thực hiện bước tiếp theo.
Lý Thiên bật tất cả đèn trong phòng, sau đó lấy ra điện thoại, máy tính, là điện tử, bật tất cả lên cùng lúc. Tới đây bà cô Tần, chúng tôi chờ cô. Bà cô Tần này còn nhanh hơn yêu quái. Mới có một phút, chúng tôi đã nghe thấy giọng bà ta ngoài hành lang. 11 giờ phải tắt đèn, không được dùng các thiết bị điện tử, các bạn lại dám vi phạm quy tắc. Cuối cùng cô ta cũng đến rồi. Lúc này, tôi nắm lấy cơ hội hét lên với cô Tần. Cô Tần, ngoài cửa có kẻ đang giả làm quản lý. Cô ta vi phạm rồi, mau trừng phạt cô ta. Ký túc xá chỉ có một quản lý, người đó là tôi. Người vi phạm quy tắc rồi. Cô Tần lập tức lớn tiếng. Dựa vào gì mà chỉ có cô làm quản lý? Tôi đã không ưa mắt cô từ lâu rồi. Hôm nay giải quyết một thể, tôi mới là quản lý. Đây là giọng nói của lão yêu. Như mong đợi, hai người bọn họ sắp đánh nhau rồi. Không thấy không biết, thấy rồi mới sợ. Lúc này, cơ thể của bà cô Tần cũng biến đổi. Cô ta vươn cái đuôi dài ra, hàm răng sắc nhọn lộ ra trong miệng, còn liên tục thè lưới, toàn thân vảy sáng lấp lánh. Đó là lúc tôi mới hiểu ra, tại sao lúc đầu nhìn cô ta lại phát sáng kỳ lạ như vậy. Thì ra là một con ma rắn. Ái cha, ma rắn và ma cây, tụi mày nghĩ ai sẽ thắng? Lúc này Chí Phèo cười lớn. Tao hy vọng bọn họ ngang nhau. Tôi nhìn thấy hai con quỷ già này, có một cuộc chiến mạnh bạo ngoài hành lang, một cuộc tấn công mạnh mẽ diễn ra. Khó phân thắng bại. Chí Phèo đừng xem nữa. Tao nghĩ đã đến lúc rồi, mày mau xem thời gian còn bao lâu nữa. Chí Phèo nhìn đồng hồ, nói còn 10 giây nữa. Đến giờ rồi. Tiếng Chí Phèo vừa xong, đầu kia của hành lang bắt đầu vang lên âm thanh. Cuối cùng cũng đến rồi, tôi thích những người đúng giờ nhất. Không, phải nói là thích những con ma đúng giờ nhất. Chí Phèo nói lớn, tôi mỉm cười qua khe cửa. Hai con quái vật đang đánh nhau hăng say, sắp nhận ra sẽ gặp rắc rối rồi. Các anh em, bây giờ là lúc quan trọng nhất, không được xảy ra sai sót. Được, bọn tao hiểu rồi, bốn đứa bọn tôi ôm chặt lấy giường, không dám bỏ tay ra. Quả nhiên đúng như dự liệu, âm thanh càng lúc càng gần, đội thuyền vợ ma cũng bắt đầu gặp hai con quái vật. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một số người giấy từ những nhà cụ ca hát, lại ngay lập tức biến thành binh khí. Không biết vũ khí này đến từ đâu, nó hoàn toàn khác với những người giấy mà bọn tôi nhìn thấy trước đây. Thảo nào nhiều linh hồn bạn nam bị bắt như vậy mà không có chút kháng cự. Bọn họ thì ra là kẻ mạnh nhất. Hai con quái vật lúc này đã bị sức cùng lực kiệt, lại thêm bị vũ khí sắc nhọn liên tục đánh vào người. Chỉ sau một vài phút, hai con quái vật đã lập tức bị trói lại. Sau đó, linh hồn của họ bị kéo ra ngoài một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy xác lão quái vật đã biến thành xác cây khô, dần dần biến thành ánh sáng mà tan biến. Còn bà cô Tần kia đã hiện nguyên hình, biến thành một con rắn nhỏ, sau khi vật lộn trên đất cũng ngủm củ tỏi. Cuối cùng chúng tôi đã thành công rồi, nhưng vẫn chưa kết thúc. Các anh em, mau đi nhanh. Một lúc sau, chúng tôi đã theo đội tuyển vợ ma đến cổng căn tin. Lúc này chúng tôi thấy bọn họ bước vào trong. Bốn người bọn tôi theo sát định vào nhà ăn. Nhưng đột nhiên, có rất đông những nam nhân bím tóc nhà Thành xuất hiện trước mặt, nhảy ra từ phía bên cạnh nhà ăn. Họ không nói điều gì cả, trực tiếp chặn bọn tôi lại. Sau 12 giờ đêm không được vào nhà ăn, các bạn đã vi phạm quy tắc, phải bị trừng phạt. Một trong những tên nam nhân này nói với bọn tôi cười khẩy. Bọn tôi không vi phạm quy tắc, bởi vì bọn tôi có lời mời tham gia. Tôi ngay lập tức đưa phong bì màu đỏ ra khỏi túi. Ngay sau khi phong bì đỏ được mở, một ánh sáng vàng chiếu thẳng ra ngoài. Bên trong thậm chí còn viết cả tên bọn tôi. Gấu Ngốc, Chí Phèo, Tiểu Hồng và Lý Thiên. Những tên nam nhân tóc bím này nhìn thấy ánh sáng vàng của lời mời, liền sợ hãi lùi lại. Tôi không ngần ngại nói to. Bọn ta đến dự đám cưới với lời mời, chúng ta là khách, nếu tụi bay dám ngăn cản một lần nữa, tụi bay coi như vi phạm quy tắc, phải bị trừng phạt. Họ nhìn nhau không dám cử động, có vẻ đang do dự. Sau đó, tôi hét lên một lần nữa, bọn ốc heo này, con không mau cút. Có muốn bị ta lọc ra không? Khi lời nói này thoát ra khỏi miệng tôi, lòng tôi cảm giác quyền lực không thể tả. Những tên nam nhân thắc bím cũng chọn cách quỳ xuống, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Sau khi cửa căn tin được mở ra, bọn tôi lập tức bước vào. Môi trường và quang cảnh xung quanh biến đổi, nó cứ xoắn tròn, giống như bước vào một đường hầm thời gian, một tia sáng chiếu xuống. Lát sau tôi lại nghe thấy âm thanh chào đón. Khi mở mắt ra, chúng tôi đã thực sự có mặt ở một hôn lễ. Trong sân có rất nhiều bàn tròn, trên bàn còn có đầy thức ăn và rượu. Đây là... Tôi vừa mở miệng, Chí Phèo đã kéo tôi. Nhìn qua đó kia.
Vừa nhìn qua, tôi liền thấy một nam nhân và một nữ nhân đứng giữa. Người nam nhân đội mũ tròn, áo dài nam, một bông hoa lớn màu đỏ. Còn nữ nhân đội vương miện phượng hoàng, một chiếc váy đỏ thêu, sáng chói. Họ rõ ràng là cô dâu và chú rể trong hôn lễ này. Lúc này đôi nam nữ tiến dần về phía bọn tôi. Chú rể mỉm cười. Chào bốn vị khách quý, có thể đến chứng kiến hôn lễ của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã đợi ngày này hơn 150 năm. Cái gì? 150 năm sao? Cả bốn đứa bọn tôi trố mắt nhìn họ, khuôn mặt biểu thị sự không thể tin được. Chuyện dài lắm, mọi người nhìn thì biết. Giọng nói vừa dứt, chú rể vẩy tay áo một cái, cảnh tượng trước mắt bọn tôi đã lập tức thay đổi. Hóa ra vào ngày họ kết hôn năm đó, có người trả thù nhà bọn họ. Cô dâu chú rể cùng toàn bộ đoàn đón dâu bị thiêu đốt trong sân. Sau đó, ngọn lửa lan ra cả làng. Rất nhiều người dân vô tội cũng bị chôn vùi trong biển lửa. Kể từ đó, những bóng ma của người chết trong ngôi làng này đã bị ám ảnh. Bởi vì oán hận quá sâu, nơi này đã bị biến thành một không gian quy tắc. Người vào đây khó mà đi ra. Dân làng ở đây quả thực rất phẫn uất. Sự oán hận này đã biến thành một nhóm linh hồn xấu xa và thiết lập các quy tắc khác nhau. Mục đích là để có thêm nhiều người đi cùng với họ, mãi mãi không thoát ra được. Thật ra vợ chồng tôi không muốn hãm hại thêm người khác. Thậm chí nhiều lần bọn tôi đã ra tay để cứu giúp những người rơi vào bẫy này. Nhưng trong 100 năm, không ai có thể vào được nơi này. Cô dâu thở dài, nghe lời vợ chồng họ. Tôi chợt nhận ra. Tôi hiểu rồi, trong số những quy tắc đó, có một số quy tắc mà vợ chồng bạn đã thực hiện. Nếu có một quy tắc được thêm vào lớp học, ai thêm phải chủ động xóa trong thời gian nhất định. Không được lấy phong bì màu đỏ và không thể vào canteen lúc 12 giờ đêm. Những quy tắc này dường như có mâu thuẫn, là để ngụ ý với mọi người là hãy làm ngược lại. Đúng vậy, cuối cùng các bạn đã làm được rồi. Chúc mừng các bạn có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi. Cô dâu vừa nói xong, ngay trước mắt bọn tôi xuất hiện một đường hầm ánh sáng. Bốn người bọn tôi ôm nhau trong hạnh phúc, khóc lóc vì sung sướng. Dù chỉ mới một tuần, nhưng cảm thấy lâu như cả một thế kỷ. Trước khi rời đi, tôi lấy một sợi dây chuyền ngọc bích mà ông đã cho tôi, cởi nó ra, trao cho chú rể. Tôi mỉm cười và nói, cảm ơn vì đã giúp đỡ, vì đến đường đột, không chuẩn bị gì để chúc mừng. Đây là dây chuyền mà ông tôi đã để lại cho tôi. Giờ tặng nó cho anh, xem như chúc phúc cho hai người. Thuận buồm xuôi gió, bình bình an an, đồng lòng đồng tâm, bốn mùa bình yên, trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đến chứng kiến hôn lễ của chúng tôi. Hai bọn họ cúi đầu cảm ơn, một ánh sáng nhấp nháy. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nhìn thấy mình nằm trên giường trong ký túc xá. Xung quanh rất yên tĩnh, nó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi tự hỏi bản thân mình, không, không phải giấc mơ, chúng ta đã trở lại rồi. Tôi đứng dậy và nhìn thấy một vài người đứng trước giường của tôi, là Chí Pheo, Tiểu Hồng và Lý Thiên. Tôi nhận ra họ, họ là bạn cùng phòng của tôi, cũng là những người anh em tốt của tôi. Chúng tôi đã thực sự trở lại rồi sao? Đúng, đã trở lại. Không tin thì sờ cổ mà xem. Tôi vô thức sờ vào người, phát hiện sợi dây chuyền ngọc bích mà ông để lại cho mình đã không còn trên cổ. Nhưng lúc này tôi nhếch miệng cười, bởi vì mọi thứ đều là sự thật. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.